Thầy ơi, sao lỡ bỏ ra đi? Đậu muối tương dưa có ích gì? Tuổi xuân thơ dại, sao tu sớm? Thôi về xây mộng với em đi. Tôi thấy rằng là xuất gia thấy khổ quá, ăn chay để tu hành cực, thôi về xây mộng đi. Nhưng mà sao? Tôi có gì? Tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo, yêu non sông. Tôi yêu tất cả trong hoàn vũ, không chỉ mối yêu non má hồng. Người xuất gia cũng có tình cảm, nhưng mà yêu đời, yêu gì nữa? Yêu đạo, yêu non sông. Tôi yêu tất cả trong hoàn vũ, không chỉ mới yêu non má hồng, không phải yêu một mình cô đâu mà cô tưởng. Nên là chúng ta thấy rằng á, là người xuất gia cũng có tình cảm, nhưng mà không có nha quý vị. Nhưng mà khác cái người thế gian, trước kia Đức Phật vì cái tình cảm của chúng sinh mà bỏ vợ đẹp, cung vàng, địa ngọc để giải thoát luân hồi sinh tử cho bản thân và giải thoát cho tất cả chúng sinh. Nếu như mà Đức Phật vì thương vợ, thương con mà không đi xuất gia thì chúng ta có được giải thoát không? Vẫn bị trầm luân sanh tử. Cho nên phải có. Cho nên là chúng ta thấy rằng giữa người Phật tử với người tu chúng ta nó cần phải có một cái sự dung hòa, nhưng vẫn phải có cái sự khoảng cách và cố định. Dung hòa nhưng mà vẫn phải có một cái sự khoảng cách và cố định. Không nên để cho tình cảm ở thế gian bị chi phối tất cả. Thì đó chính là sắc đẹp. Trong thiền lâm Bảo Huấn có dạy: ngộ thân, ngộ sắc như thật thường tài hoa, kiến lợi, kiến danh như nhãn chung trước tiết. Có nghĩa là nghe tiếng hay, mắt thấy sắc đẹp như trồng hoa trên đá, thấy tài lợi danh vọng như bụi rơi trước mắt. Người nào làm được như vậy thì mới có thể gọi là bậc siêu nhiên. Thật sự ra thì người xuất gia cũng mong muốn không cho mình bị nhiễm cái tình cảm. Nhưng mà khổ lỗi là chúng tôi cũng chưa phải là thần thánh gì, cũng chỉ là phàm tăng chứ chưa phải là thánh tăng, cho nên vẫn còn bị cái tình cảm nó bị chi phối. Khi mới xuất gia thì hầu như ai cũng lập nguyện kiên cố không để cho tiền tài, sắc đẹp lôi kéo. Nhưng mà nói thì rất là dễ, nhưng khi đối diện với thực tại thì mới thấy nó khó khăn vô cùng, không đơn giản chút nào. Khi đối diện với thực tại mới thấy nó khó khăn vô cùng, không đơn giản chút nào. Không biết là hóa độ người hay là sao để người hóa độ lại. Cho nên chúng tôi thường hay tâm niệm một cái câu: quay đầu lại trăm năm già quách, sẩy chân ra muôn kiếp giận hoài. Đời người chúng ta thì thường thường gọi là sống đến 80 tuổi, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy có nhiều người có sống đến 80 tuổi không? Có nhiều người chưa sống đến 80 tuổi. Mà dù chúng ta có sống đến 80 tuổi, nhưng mà so với cái tuổi của chư thiên thì cũng chưa là cái gì. Chưa kể rằng lá xanh rụng trước lá gì? Lá vàng. Chúng ta nhìn cái cây thì chúng ta nghĩ rằng lá vàng nó có thể rụng trước. Đúng, điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu như gặp những cơn mưa, hôm nào gió lớn, hôm nào những cái lá nó bị sâu ăn, thì những lá xanh đó nó vẫn có thể rụng trước. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Quý vị đi ra nghĩa trang, quý vị thấy người già cũng có, mà người trẻ cũng có, người trung bình cũng có, ai cũng có. Chúng ta có thể biết trước được
ngày tháng năm sinh của mình. Bây giờ hỏi quý vị sinh vào ngày mấy, tháng mấy, năm bao nhiêu, quý vị trả lời được không? Có, bởi vì chúng ta có giấy gì? Chứng minh nhân dân. Nhưng mà hỏi quý vị khi nào quý vị về cõi Phật, quý vị ra nghĩa trang, quý vị biết không? Chúng ta chỉ biết được ngày sinh, chứ không biết được ngày gì? Ngày tử. Chúng ta biết được ngày sinh, nhưng không biết được ngày tử. Không ai có thể biết được. Cho nên là phải tâm niệm rằng quay đầu lại trăm năm già quách, sẩy chân ra muôn kiếp dần hoài. Có những cái chúng ta bị đổ vỡ, chúng ta có thể hàn gắn lại như xưa. Nhưng cũng có những cái chúng ta không thể hàn gắn lại. Có những việc may mắn đến với chúng ta nhiều lần, nhưng cũng có những việc may mắn chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất mà thôi. Cho nên chúng ta hãy chọn những cái thành công, những cái may mắn trước mắt để làm tốt cho bản thân, cho công việc. Có một câu rằng hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng, tăng tàn. Con hổ nó sống được là nhờ rừng cây. Nếu như con hổ đó mà ra khỏi rừng cây thì chắc chắn rằng không thoát khỏi được cái họng súng của những người thợ săn. Vị tăng được tồn tại là nhờ sức mạnh của đại chúng. Nếu như mà vị tăng đó mới xuất ra mà đã ra khỏi chùa sớm, xa thầy, xa bạn thì cũng rất dễ bị sắc đẹp làm cho xa ngã. Cho nên có câu đó, đó là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Hổ sống được là nhờ rừng, tăng chúng được tồn tại là nhờ sức mạnh của đại chúng. Cho nên là chúng tôi luôn luôn tâm niệm là mình còn trẻ thì phải sống với đại chúng, để có cái sức mạnh nương nhờ vào đó để mới vượt qua. Còn nếu như mà tuổi còn trẻ mà ra ngoài quá sớm, e rằng rất dễ bị đánh đổ. Và cái thứ ba, chúng tôi nói về cái danh lợi. Quý vị cũng biết, người có danh vọng trong xã hội thì luôn được mọi người tôn trọng và kính lệ. Ở thế gian họ thường có một câu rằng một người làm quan thì cả họ được sao? À, được nhờ. Một người mà làm quan thì bản thân người đó cũng được sung sướng và họ hàng cũng được thơm lây. Danh vọng thường theo hai cái khía cạnh. Thứ nhất là bản thân cái người đó đã trải qua sự học hỏi, trau dồi kinh sử. Nói một cách khác, tức là đã học một thời gian khá dài, bây giờ mới thành tựu được cái danh vọng. Cũng giống như là gieo một cái hạt giống lâu năm, chịu khó chăm sóc, tưới tỉa, trải qua 5 tháng, thì hạt giống đó nó sẽ ra cây, ra trái. Nguyên nhân thứ hai con người đạt được cái danh vọng, đó là nhờ cái sự quen biết của cha mẹ hay là những người có địa vị trong xã hội, làm cho người này cũng có tên tuổi. Cũng như một cái thái tử khi mà sinh ra đời chưa biết làm cái gì hết, nhưng mà nhờ cái sự ảnh hưởng của vua cha cho nên các quan đại thần cũng kính lệ. Như vậy quý vị thấy rằng danh lợi thì làm cho con người vững chãi trong cuộc sống, nhưng cũng vì danh lợi mà làm cho con người khổ đau. Có nhiều người vì muốn giữ chức cái danh lợi của mình, không muốn mất đi cái danh vọng của mình, mà làm cho tiêu tan sự nghiệp. Cách đây hơn một năm, ở trên Sài Gòn cũng có một cái vụ, đó là một cô thủ quỹ tham ô tiền của công ty. Cái người bảo vệ của công ty đó khuyên cô ấy hãy lên bỏ những cái việc xấu đó, nhưng mà cô không nghe. Tuy cô không nghe lời cái anh bảo vệ đó, nhưng mà cô cũng rất sợ cái người bảo vệ này
sẽ đi nói với giám đốc, làm cho cô có thể mất cái chức thủ quỹ, bị đuổi việc. Cô ấy vì sợ mất cái chức thủ quỹ và cô ấy đã thuê cái nhóm giang hồ giết hại cái anh bảo vệ đó để mong muốn không ai biết được cái chuyện này. Nhưng mà mọi chuyện không như cô đã dự tính. Sau một thời gian, công an đã tìm ra thủ phạm và cô và cùng các tổng phạm đã bị bắt và bị kết tội là tham nhũng và giết người có tổ chức. Cô rất là ân hận, nhưng mà mọi việc đã quá muộn, cô đã mất tất cả. Như vậy quý vị thấy rằng cô thủ quỹ đó vì sợ mất cái danh lợi mà giết được cái người để mong muốn cái chức thủ quỹ của mình nó được tồn tại vĩnh viễn. Nhưng mà được, có được tồn tại không quý vị? Không được tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta sanh ra trên đời này, chúng ta có mang theo được vật gì không? Không mang theo được vật gì. Thì khi chết đi, chúng ta cũng không mang theo một vật gì. Có câu rằng khi sanh ra thì tay trắng, và khi về thì sao? Và thì trắng tay. Khi mình sanh ra mình không mang theo một cái vật gì, thì khi mình chết đi mình cũng không mang theo được cái vật gì. Cái thân tứ đại chúng ta là do đất, nước, gió, lửa mà hợp thành thì gọi là thân tứ đại. Khi mình có thân thì có danh vọng. Nhưng mà bây giờ cái thân của mình không còn thì danh vọng nó còn không? Cũng không còn. Ví dụ như là một vị thủ tướng hay một vị tổng thống mà làm tốt với cái trách nhiệm của mình, làm cho đất nước được phát triển, được dân tin dùng, thì những vị thủ tướng đó hay là vị chủ tịch nước đó thì làm được tối đa là mấy nhiệm kỳ? 2 nhiệm kỳ. Còn thường thường là chỉ được 1 nhiệm kỳ. Một cái quyền cao chức trọng như vậy nhưng mà không ai dám khẳng định mình nắm giữ cuộc đời. Như vậy thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, cái danh vọng của mình cũng không thể theo mình mãi mãi được. Nói ở đây mà không phải là chúng tôi khuyên quý vị dứt bỏ cái danh vọng, mà chúng ta không nên chấp trước vào cái danh vọng. Quý vị có công ăn việc làm thì quý vị vẫn tiếp tục đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Chứ không phải quý vị nghe cái đề tài này xong rồi quý vị không đi làm nữa. Bây giờ quý vị không đi làm, quý vị nó đeo tiền. Ví dụ quý vị đi chợ, quý vị muốn mua một cái xe Honda, quý vị dùng tình cảm có mua được không? Quý vị mua quần áo thì có dùng tình cảm mua được không? Phải có tiền thì chúng ta mới mua được. Cho nên điều chúng tôi muốn nói ở đây là không phải chúng ta bỏ cái danh vọng, không làm gì hết, không phải. Mà chúng ta vẫn tiếp tục làm cái công việc của mình, nhưng cảm thấy đúng với lương tâm, đúng với